Hi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh anh em ha. Rồi lên phục vụ cho anh em về đầu người nè. Hôm nay về được ổ điện giá khá là nhiều anh em nè. Ổ điện khá là nhiều ha. Thì lên giới thiệu cho anh em nè. Hai ổ đi. Hai ổ này bán giá 170 nha. Ha. Hai ổ này bán giá 170 nha. Anh em nào mà chuyển khoản thì chuyển cho em 180.000 ha. Em sẽ bao ship luôn ha. Đây. Ổ dài 5m nha anh em ha. Hai ổ 170.000, chuyển khoản chuyển 180 em bao ship nha. Thì con này thì mắc in China Trung Quốc nên thường thì ổ điện là về là Trung Quốc xuất thì nhiều ha. À, Trung Quốc xuất thì nhiều nha. Rồi, cái này cũng vậy ha. Ổ này ổ cũng dài 5m nè. Mà cái này đặc biệt là nó có cái phá chui á anh em. Mình xây ngang, găm vô xây ngang cái là nó không xích cái chui ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ổ ha. Thì cái này mình mua ở ngoài tiệm thì nó cũng khá là bộn rồi ha. Cái này mới chưa sử dụng luôn nha anh em. Vì mới mà đó, khá là nhiều, tầm 300kg á. Những anh em mua lô em cũng sang lô luôn đó. Anh em lái mà mua quán lại em cũng sang lô luôn ha. Rồi ổ ổ dây này dây lớn nha anh em ha. Ổ dây lớn nha. Dây này dây nhỏ á. Đây thông số nè. 2 x 1.25 mm nha, mm vuông nè. Đó, thông số ha. Rồi. Cái này 7D 5m kìa nè. Rồi ổ này bán giá 170 anh em ha. 170.000 chuyển khoản chuyển cho 180 em bao ship luôn nha. Rồi, anh em mua liên hệ em.